Chào các bạn nha Thì cái video hôm nay là cái video đầu tiên Trong cái lọt bài nói về cái hệ thống cung cấp điện ở trên xe ô tô Thì đây là cái phần lý thuyết Thì tôi sẽ dựa trên cái tài liệu của hãng Denso ha Thì ở trong này nó bao gồm có tất cả là chính chương Thì chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu trong cái lọt bài này ha Thì trong video hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái chương 1 Khái quát về cái hệ thống cung cấp điện ở trên xe thì uh, nội dung của cái chương 1 này nó bao gồm có 5 phần ha thứ nhất là vai trò của cái hệ thống cung cấp điện thứ hai là cấu trúc của hệ thống cung cấp điện thứ ba là chức năng của máy phát điện thứ tư là các loại máy phát điện và tiết chế uh, phần thứ năm là kiểm tra kiến thức củng cố lại những nội dung đã học ha thì bây giờ chúng ta nghiên cứu về cái phần thứ nhất là vai trò của cái hệ thống uh, cung cấp điện ở trên xe thì ở trên xe thì chúng ta biết là nó có rất là nhiều các cái thiết bị điện ha ví dụ như là các cái hệ thống đèn chiếu sáng nè đèn pha cốt đèn xi nhan rồi hệ thống năng hạ kiến hệ thống gạt nước ha thì tất cả những cái hệ thống này nó mới hoạt động được thì nó cần phải có cái nguồn năng lượng điện để cung cấp cho nó ha thì các cái thiết bị điện này thì nó sẽ cần cái nguồn năng lượng điện không những là lúc mà xe đang chạy mà kể cả những lúc mà xe đang dừng ha tức là động cơ không nổ, cho nên là nó cũng cần phải có một cái bình ắc quy. Tuy nhiên thì cái năng lượng của bình ắc quy này thì nó sẽ có giới hạn ha, cho nên là nếu mà cái động cơ mà nó không nổ thì sau một thời gian ngắn thì cái bình ắc quy này nó nó sẽ hết điện ha. Thì cái nguồn điện ở trên xe thì nó bao gồm có cả là nguồn điện một chiều và cái nguồn điện xoay chiều ha. Thì thế nào là nguồn điện một chiều và xoay chiều? thì chúng ta tham khảo đây đây là cái biểu diễn cái nguồn điện một chiều à. ở dưới là nguồn điện xây chiều ha nguồn điện một chiều người ta ký hiệu là chữ dc nè còn cái dòng điện xây chiều là ký hiệu là chữ ac ha thì cái nguồn điện một chiều là nó sẽ có chiều không đổi theo thời gian ha ví dụ như là nguồn điện của cái bình ắc quy hay là các cái viên pin ha là đại diện cho những cái nguồn điện một chiều nguồn điện xây chiều thì nó sẽ có chiều và cái giá trị nó sẽ thay đổi theo thời gian ha ví dụ như là cái dòng điện xe chiều mà chúng ta sử dụng ở các cái thiết bị điện ở trong nhà ha do cái bình nắp quy này á thì nó không thể nào cung cấp điện cho cái xe này nó dùng mãi được cho nên là cái ở trong cái hệ thống cung cấp điện này á là nó cần phải có một cái máy phát điện ha à, khi động cơ mà nó nổ lên tức là cái cái động cơ đang hoạt động á, thì cái máy phát điện nó sẽ phát ra điện để thứ nhất là cung cấp điện cho các cái thiết bị điện ở trên xe và thứ hai là để nạp điện trở lại cái bình ắc quy ha thì cái hoạt động của máy phát điện là nó dùng cái biến cái cơ năng của động cơ thành năng lượng điện ha thì đó là các cái vai trò của cái hệ thống cung cấp điện ở trên xe rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái cấu trúc của một cái hệ thống cung cấp điện ha thì một cái hệ thống cung cấp điện á, thì nó bao gồm các cái bộ phận sau đây thứ nhất là máy phát điện nè thứ hai là cái bộ tiết chế thứ ba là cái bình ắc quy à, thứ tư là đèn báo sạc và thứ năm là à, công tắc máy thì à, đây là cái hình ảnh của máy phát điện á. nó nằm ở trong khoang động cơ được dẫn động bằng động cơ đốt trong thứ hai là tiết chế nó sẽ nằm ở trong cái máy phát điện này luôn để giới hạn cái điện áp của hệ thống thì chúng ta biết là cái máy phát điện ở trên xe là đặc điểm của nó là cái tốc độ quay của nó là nó không ổn định ha, nó phụ thuộc vào tốc độ động cơ, có lúc thì nó sẽ quay rất là chậm, cũng có lúc là nó sẽ quay rất là nhanh. do đó thì cái điện áp của máy phát á, nó sẽ dao động trong cái biên độ rất là lớn ha thì ở trên xe thì người ta thiết kế là khi mà cái động cơ nó chạy ở cái tốc độ cầm chừng thì nó đã phát ra cái điện áp mà đủ cung cấp cho hệ thống ha. À, do đó khi mà cái động cơ nó tăng tốc lên thì à, cái điện áp của máy phát nó tăng lên rất là cao à, nếu mà chúng ta không có khống chế cái điện áp này khi mà là tốc độ cao á, thì nó có thể là làm cháy các thiết bị điện trên xe ha cho nên là cái bộ thiết chế này á, công dụng của nó là nó để giới hạn cái điện áp phát ra của máy phát ha à, thì đối với cái hệ thống điện 12V á, thì nó sẽ giới hạn ở khoảng 14V á. còn đối với cái hệ thống điện mà 24V thì nó sẽ giới hạn ở khoảng là 28V đó là cái công dụng của cái bộ tiết chế và cái thứ ba là cái bình ắc quy ha thì cái bình ắc quy này là cái đóng vai trò là một cái nguồn dự trữ năng lượng điện để cung cấp điện cho các cái thiết bị điện ở trên xe khi mà cái máy phát nó chưa hoạt động và đồng thời cũng là cung cấp điện cho cái máy khởi động ở trong quá trình mà chúng ta khởi động động cơ ha rồi sau khi mà cái động cơ nó hoạt động á máy phát điện nó sẽ phát điện nạp lại cho cái bình ắc quy này. Rồi, thứ tư là cái đèn báo sạc. Thì cái đèn báo sạc này nó sẽ nằm ở trên cái đồng hồ tắp lô ha, à, trước mặt của tài xế. Thì công dụng của cái đèn báo sạc là để báo cho tài xế biết là cái hoạt động của hệ thống có bình thường hay không thông qua cái đèn báo sạc này. À, thứ năm là công tắc máy. À, công tắc máy thì dùng để khởi động động cơ cũng như là cung cấp điện cho các cái hệ thống điện trên xe và đồng thời cũng là cung cấp dòng kích từ cho máy phát ha. Và đây là cái sơ đồ tổng quát của một cái hệ thống cung cấp điện ở trên xe thì đây là máy phát điện à, bình ắc quy được đặt ở trong khoang động cơ đèn báo sạc thì nằm ở trên cái bảng đồng hồ tốc lô đây là cái công tắc máy bây giờ khi mà chưa nổ máy nè đây là cái đồng hồ tốc lô ha đồng hồ tua máy khi mà chưa nổ máy á, nếu mà bây giờ chúng ta bật chìa khóa on thì khi đó thì nó sẽ có dòng điện đi từ cái bình ắc quy nè Chạy qua công tắc máy. Rồi chạy vào cái máy phát điện ha. Đó là cái dòng điện thứ nhất. À, một cái dòng điện thứ hai là nó chạy từ cái dương bình nó quy. À, qua cái đèn báo sạc Rồi chạy vào nhịp mát ở trong cái bộ tiết chế của máy phát điện. Rồi một cái dòng điện thứ ba là nó chạy từ bình nó quy. Chạy vào cái bộ tiết chế. Để báo cho cái bộ tiết chế biết là cái máy phát điện nó chưa có phát điện ha. Rồi tiếp theo là nếu mà chúng ta khởi động động cơ, bật khởi động động cơ khi mà động cơ đã nổ lên, thì cái đèn báo sạc nó sẽ tắt đi ha. Đèn báo sạc tắt đi là do cái máy phát điện nó nó phát ra điện ha. Thứ nhất là nó sạc lại cho cái bình ắc quy và cái thứ hai là nó sẽ điều khiển ngắt mát cho cái đèn báo sạc. Thì cái đèn báo sạc này là ở trong cái điều kiện bình thường là khi mà chúng ta bật chìa khóa on lên là nó sẽ sáng lên ha để báo cho tài xế biết là cái mạch đèn này nó đang bình thường, còn khi mà động cơ đã nổ thì cái đèn này yêu cầu nó phải tắt đi. Nếu mà cái động cơ đang nổ mà cái đèn này nó sáng lên thì có nghĩa là cái hệ thống cung cấp điện đang có vấn đề. Ha. Và chúng ta cần phải kiểm tra. Thì cái đèn này rất là quan trọng. Ha. À, nếu mà chúng ta lái xe mà chúng ta không có để ý cái đèn này thì khi mà nó báo cái đèn báo sạc này lên nó có nghĩa là cái máy phát điện nó có thể là nó không phát điện ha. Thì chắc chắn là nếu mà chúng ta chạy xe tiếp á, thì sau một cái thời gian ngắn thì cái bình ắc quy này nó sẽ hết điện. Và trên xe ô tô á, thì nếu mà không có điện thì không thể nào mà cái xe nó hoạt động được ha. À, tại vì khi mà chúng ta chạy xe thì ít nhất là cái hệ thống điều khiển động cơ nó cũng cần phải có điện để nó điều khiển cái hoạt động của động cơ ha. Cho nên là khi mà chúng ta lái xe thì phải hết sức chú ý đến các cái đèn báo ở trên cái bảng đồng hồ tốc lô. Và đèn báo sạc là một trong những cái đèn rất là quan trọng nếu mà trong quá trình lái xe mà chúng ta thấy cái đèn này sáng lên thì chúng ta phải nhanh chóng tìm cái chỗ để chúng ta sửa chữa ha thì uh, tại sao lúc đầu tiên á, khi mà chúng ta bật chìa khóa thì cần phải có một cái dòng điện từ cái bình ắc quy chạy vô máy phát điện thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở đây thì uh, đặc điểm của cái máy phát điện ở trên ô tô á là nó sẽ khác với những cái máy phát điện mà cỡ nhỏ ví dụ như ở đây chúng ta thấy là máy phát điện ở trên các cái loại xe đạp á, À, chúng ta chỉ cần là gạt cái cần để cho mà cái uh, máy phát điện này nó cọ vào bánh xe và nó quay thì nó sẽ phát ra điện ha. Chúng ta không cần phải sử dụng cái nguồn điện uh, kích từ bên ngoài vào. Đó là do nó sử dụng cái rotor là 500 dính cũ. Còn ở trên cái uh, máy phát điện ở trên ô tô đó, thì do nó sử dụng cái uh, 500 điện để nó phát điện. Thành ra là nó sẽ không thể tự phát điện nếu mà chúng ta không có cái dòng điện kích ban đầu. Thì cái máy phát này nếu mà chúng ta quay nó. Chúng ta quay nó thì nó sẽ không tự phát ra điện mà chúng ta phải kích điện màu cho nó ha à, Đó là chúng ta đã vừa nghiên cứu xong cái phần 2 cấu trúc của một cái hệ thống cung cấp điện Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tới cái phần 3 là chức năng của máy phát điện Chúng ta biết là trong hệ thống cung cấp điện thì cái thành phần chính của nó là cái máy phát điện ha và Cái máy phát điện này á là nó bao gồm có 3 chức năng cơ bản à, Thứ nhất là phát điện, thứ hai là chỉnh lưu và cái thứ ba là hiệu chỉnh điện áp thì ở trong này nó gồm có các cái cuộn dây stato và cái cuộn dây rotor đóng vai trò là cái năng châm điện thì khi mà cái pulley nó quay á, thì do cái hiện tượng cảm ứng điện từ mà nó sẽ à, sinh ra cái dòng điện xoay chiều ha thì do đây là cái máy phát điện xoay chiều ba pha trong khi đó thì các cái tải điện ở trên xe á, là nó sử dụng cái nguồn điện một chiều ha cho nên là nó không thể sử dụng trực tiếp được cái À, dòng điện của cái máy phát điện 3 pha này phát ra do đó thì nó cần phải có một cái bộ chỉnh lưu để nắng cái dòng điện xây chiều ba pha này thành cái dòng điện một chiều cung cấp cho cái các thiết bị điện ở trên xe cũng như là à, nạp điện cho bình ắc quy à, thì cái bộ chỉnh lưu này nó sẽ nằm ở trong phía sau của cái máy phát điện luôn và chức năng thứ ba là hiệu chỉnh điện áp thì uh, hiệu chỉnh điện áp là do cái bộ tiết chế vi mạch nó đảm nhiệm thì như hồi nãy tôi đã có nói rồi đó, thì do cái tốc độ của máy phát nó phụ thuộc vào cái tốc độ động cơ thành ra là cái điện áp phát ra của nó sẽ không có ổn định ha. Nếu mà tốc độ của động cơ tăng lên quá cao thì cái điện áp của máy phát nó sẽ uh, tăng cao theo và nó có khả năng là làm cháy các cái thiết bị điện ở trên xe, cho nên là người ta sẽ dùng cái bộ tiết chế để khống chế cái uh, mức điện áp là khoảng 14V đối với cái hệ thống điện 12V và khống chế ở mức khoảng 28V đối với cái hệ thống điện 24V ha đó là ba cái chức năng cơ bản của một cái máy phát điện à, tiếp theo là chúng ta đến cái phần thứ tư là à, phân loại các cái loại máy phát điện và các cái loại tiết chế ha thì ở đây là chúng ta phân loại theo các cái loại uh, máy phát và tiết chế của Denso ha à, thì uh, chúng ta có thể chia ra làm hai loại cơ bản là máy phát đời mới và cái máy phát đời cũ thì đối với cái loại máy phát đời mới á, thì nó sẽ tích hợp cái bộ thiết chế nằm bên trong máy phát luôn còn cái loại máy phát đầy cũ á, thì nó sẽ chỉ tích hợp hai chức năng thôi thứ nhất là phát điện thứ hai là chỉnh lưu còn tiết chế á, thì nó sẽ xài là một cái cụm nằm bên ngoài ha à, và nó là cái tiết chế loại gung tức là nó sẽ sử dụng cái gơ để điều khiển cái dòng kích từ ha thì cái này thì nó phải có hai khối như thế này rồi ngoài ra thì nó còn uh, các cái kiểu phân loại khác nữa nha à, chúng ta sẽ tìm hiểu sau và tiếp theo là cái phần cuối của chương 1, phần kiểm tra kiến thức để xem là chúng ta có nắm được những cái kiến thức nãy giờ hay không thì ở đây là người ta hỏi là phần nào sau đây không phải là chức năng của máy phát điện à, thứ nhất là phát điện nè thứ hai là chỉnh lưu thứ ba là đảo điện thứ tư là hiệu chỉnh điện áp thì như nãy mình vừa mới nghiên cứu qua ha cái phát điện nó bao gồm có là gì? Ba chức năng chính là phát điện, thứ hai là chỉnh lưu, thứ ba là hiệu chỉnh điện áp. Thì chắc chắn đây là cái đảo điện là không đúng rồi. Rồi, à, chính xác. Và đây là cái phần tóm tắt những kiến thức à, chúng ta đã nghiên cứu được ở trong cái chương 1 ha. Thứ nhất là vai trò của cái hệ thống cung cấp điện là nó tạo ra cái nguồn điện một chiều cung cấp cho cái các cái thiết bị điện để đảm bảo an toàn cũng như là cái tiện nghi ở trên xe thì trên các cái xe ngày nay thì không thể nào mà thiếu cái hệ thống cung cấp điện được nó rất là quan trọng thì khi mà cái hệ thống cung cấp điện mà nó gặp vấn đề ví dụ như là cái máy phát nó bị hư thì chắc chắn là một thời gian ngắn sau đó thì cái bình ắc quy nó sẽ hết năng lượng ha và chiếc xe chúng ta sẽ không thể nào hoạt động được thì tiếp theo là cái cấu trúc của cái hệ thống này nó bao gồm có máy phát điện nè tiết chế nè, bình ắc quy nè, đèn báo sạc nè, công tắc máy nè. Rồi nó thực hiện những chức năng sau đây. Thứ nhất là phát điện, thứ hai là chỉnh lưu, thứ ba là hiệu chỉnh liên áp. Rồi một cái nữa là những cái những cái dạng máy phát nào đang được sử dụng phổ biến thì nó có hai loại ha. Một loại là máy phát điện kiểu mới có thiết chế được lắp bên trong và một loại là máy phát điện đời cũ uh, sử dụng tiết chế lõi gung uh, tức là tiết chế gole rồi, thì chúng ta đã vừa học xong về cái uh, chương 1 khái quát về cái hệ thống cung cấp điện ha. Còn lại những nội dung của những cái chương này thì chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu trong những cái bài tiếp theo. Thì cái video hôm nay đến đây là hết và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tiếp theo ha.